Chào mọi người, mình đang ở Arizona. Bây giờ là tháng 7, tháng nóng nhất trong năm. Và nóng lắm, nóng 19 ngày rồi. Thường những năm trước á, mình cũng ít có than vãn nhiều. Bởi vì trời nóng một tuần, rồi sau đó nó hạ nhiệt, rồi nó nóng tiếp. Cứ vậy, hoặc là nó có cho mình một cơn mưa, hai cơn mưa. Nhưng đặc biệt năm nay, suốt 19 ngày nay trời cứ nóng, cứ tăng nhiệt độ lên. Nóng. Bởi vậy mình ở trong nhà mà mình cũng phải chống chọi với cái nóng này. Còn những người không nhà, những người homeless thì sao? Khổ lắm. Arizona is sweltering, and few are suffering more than the city's homeless. For Christina Hill, this piece of flimsy tarpaulin is all that protects her from temperatures of almost 50 degrees Celsius. Last year I had a heat stroke, staying at the park during the day, and I don't really remember any of it. I still haven't come back, but I woke up in an ice bath at the hospital. Người vô gia cư ở cái vùng này, vùng khí hậu khắc nghiệt này là 3.100 người. Nhưng mà cái số giường mà chính phủ lo, gọi là cái shelter đó để cho họ trú ngụ, chỉ được có phân nửa thôi. Bởi vậy còn phân nửa họ cũng phải đi lang thang. Các quan chức thì cũng có sử dụng thư viện công cộng, trung tâm cấp cao và các hành lang của cơ sở cảnh sát để làm mát. Nhưng mà rồi họ cũng không có đủ chỗ để mà ở. Họ cũng vật lộn với cái nóng này để mà sinh tồn. Mặc dù có 200 trung tâm làm mát và các thư viện rồi cộng đồng nhà thờ, nhưng mà hầu hết đều đóng cửa 4 giờ chiều và tới 7 giờ tối. Mọi người cũng phải sống trong những đêm nóng như thiêu đốt. Trong tuần này trở lên thì các quan chức bắt đầu cho những cái nơi mà hành lang hay là chỗ công cộng đóng cửa trễ hơn, hoặc là mở cửa 24 tiếng đồng hồ luôn, để cho mọi người được ở trong những cái khu mát. Nhiều tình nguyện viên của thành phố Phoenix tới là phân phát nước và các vật dụng ở cái khu mà họ dựng lều họ ở đó. Đây là một hình ảnh trong cái nhà thờ, người ta cho những người không nhà tới ở, có máy lạnh để làm mát. Có một người đàn ông đang đứng ăn kem và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ là 115 độ, nóng quá. Cái farm của mình á, mỗi năm á nó được trên 100 trái, mà năm nay nóng quá trời nóng luôn, nó rụng hết trơn. Bây giờ nó còn được có vài trái thôi à. Trái nó bị nè, nắng quá. Một trái, trái, ba trái, bốn trái. Mình đi vòng vòng mình thấy được 4-5 trái gì đó. Rồi bây giờ mình tưới nước nè. Nước tưới quá trời tưới luôn. Cứu nó sống thôi. Chứ mình không có hy vọng là có trái để mà ăn đâu. Lá nó kèo, lá nó vàng vàng, không có tươi tốt thì nó cho nước tưới. Sớm nó ve qua nhà mình nè, lá nó vàng luôn, lá nó vàng luôn, cũng không thấy trái nhiều như mọi năm, nó rụng hết. Ở Arizona này á, có cây cọ này nó mới sống được. Thì cọ này nó sống được, phải chịu nổi cái sa mạc này.
sống nổi chứ mà nó cũng không có đủ nước nên ăn đắng quá. Cây chanh trước nhà cũng vậy luôn, nó cũng bị vàng lá luôn, cũng tưới nước mà nó cũng bị vàng lá. Mỗi năm á là nó từ 200 trái chanh luôn á, mà năm nay mà mình nhìn nè, không có trái nào, nãy giờ nhìn chưa thấy trái nào hết nha, rụng đâu hết trơn rồi, không thấy trái nào hết á. Mỗi bữa cũng thấy có được mấy trái mà sao bây giờ bữa nay không thấy trái nào luôn rồi. Sao ta không thấy trái nào? À, có được trái à? Nãy giờ mới thấy được có một trái. Rồi, vài trái thôi. Trời, vậy là có, đây có được một trái nữa. Có được một trái nữa, đằng kia là hai trái. Nãy giờ thấy mới có hai trái. Ồ, được một trái nữa nè. Trái nữa là ba trái. Ấy cái trái nè, dễ thương không? Được ba trái à? Vòng vòng thấy có ba trái à? Ô, thêm trái đây nữa nè. Ồ, thêm trái đây nữa là bốn trái. Đó, được vài trái thôi á. Rồi, chắc mình phải lấy cái vòi mình tưới quá. Đây, mình mở vòi tưới rồi nè. Ông chồng mình, ổng tiết kiệm nước lắm. Mỗi lần mình tưới, chưa được lâu lâu với ông ra, ổng tắt rồi. Nó phải tiết kiệm nước, mình ở cái vùng này mình phải tiết kiệm nước cho mọi người luôn. Nó ra y như mưa luôn. Mấy cái bông giấy thì nó chịu đựng nóng được nè, mình tưới nó thì nó vẫn còn sống. Còn cái cây này là cái cây tiếng Anh nè, mình không biết tên nó nhưng nó có bông màu tím đẹp lắm, nhưng mà bây giờ nóng quá, bông cũng có mà hoa cũng có luôn, lá cũng có luôn, lá nó cũng ra nè mà nó chẳng có xanh tươi gì hết trơn. Chắc nó cũng còn sống. Tại sao họ trở thành người vô gia cư, người không nhà thì cũng có nhiều lý do lắm. Nhưng mà có một trường hợp này, ông này mình biết cái nguồn gốc của ổng. Cho nên mấy hôm nay tối mình cho ổng vô nhà ngủ. Thì sáng ông đi làm, rồi tối ông tới ông ngủ. Thì mình biết nguồn gốc của người ta, mình mới dám cho vô ngủ. Chứ như mấy năm trước mình cho một người vô ngủ, nửa đêm sáng dậy, mình thấy tự nhiên xuất hiện thêm người nữa. Mình chỉ biết cái người mình cho vô ngủ thôi, mình biết. Còn cái người kia mình đâu biết, nhưng mà mình nhìn cái người kia là mình biết xì ke ma túy rồi. Kể từ đó không cho ai vô ngủ luôn. Cũng có nhiều cái trường hợp là thương người cho vô ngủ rồi mất mạng luôn, bởi vì sáng ra nó giết, hay là nửa đêm gì đó nó giết rồi nó lấy của rồi nó đi luôn.